9 tháng năm 2023, Công an thị xã Phú Mỹ phạt 555 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. So với cùng kỳ, số trường hợp bị xử phạt tăng đến 79%. Theo thống kê của công an địa phương, đa phần người vi phạm là lao động phổ thông, trong đó nhiều người đến thời điểm này vẫn không biết về quy định xử phạt nồng độ cồn. Người vi phạm này là một thợ hồ. Tại thời điểm lực lượng cảnh sát giao thông trật tự thị xã Phú Mỹ kiểm tra, mức cồn đo được qua hơi thở của người đàn ông này lên đến 1.278mg trên 1 lít khí thở, tức đã gấp hơn 3 lần mức xử phạt kịch khung đối với xe máy. Tuy nhiên, người vi phạm lại không hay biết về các quy định xử phạt nồng độ cồn. Bây giờ anh có đồ đạc gì quan trọng anh lấy ra hết đi nhé, để anh em tiến hành niêm phong và tạm giữ xe. Lực pháp Việt Nam gì kỳ vậy? Đánh cái xe này làm gì? Tức được hả? Lực rừng hả? Tự nhiên bây giờ đó, đóng phạt mà phải giữ xe người ta. Còn đây là một trường hợp khác cũng đang trên đường đi làm về. Bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn với mức 0,502mg trên 1 lít khí thở, tức cũng đã vượt khung. Người đàn ông này liên tục nhận lỗi nhưng vẫn mơ hồ về hành vi vi phạm của mình sau khi bị thông báo mức phạt và tạm giữ phương tiện. Dạ em thì nói chung là hồi nào tới giờ em chạy xe thì an toàn, em không giờ tầm 7 không vượt được xe này đó. Nhưng đời của em thì nói nhưng mà mình đã xử dạ, lý dạ, rồi. Em biết, em biết không hiểu, giờ cho anh thông cảm giùm em. Có tìm hiểu về cái quy định này không? Dạ chưa, dạ mới chưa phạt cái này chứ mình chưa thì. Quá trình tuần tra xử phạt nồng độ cồn, lực lượng công an thị xã gặp rất nhiều trường hợp người vi phạm là lao động phổ thông, có hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng mức độ vi phạm lại rất cao, nên mức xử phạt thậm chí nhiều hơn cả giá trị phương tiện. Do vậy mà nhiều người vi phạm quyết định bỏ xe và không đóng phạt. Để hạn chế tình trạng này cũng là góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, vi phạm giao thông, Công an Phú Mỹ cho biết sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông ở các công ty, xí nghiệp trên địa bàn, nhất là đối với quy định về nồng độ cồn.